Đời người ôn sao muôn tiếng muôn lời reo, miệng người đời không xương nên biến đèn thành cha, miệng lưỡi thế gian này làm tan bao gia đình, sao nỡ buông lời say. Miệng đời ngày hôm nay có thể nâng bàn lên, vậy mà ngày hôm sau sao nỡ dìm bàn xuống, dèm phá đi buông chuyện rồi lãng tính sai lệch, nghiệp gây đến cuối đời. Ôi khen chê người lỡ đồn, bao chua cay nhận hết về, phần nghèo ta mang thêm nỗi sâu nhục thân tài, thành công ghen ghét nói chỉ là mình gặp may. Người đời thì đâu nuôi ta cớ sao lại đi đặt lời dèm pha gây bao nỗi cay và đắng. Người không cho tôi gì thì không nên gây nghiệp, đừng gieo bao oán thù. Miệng đời ngày hôm nay có thể nâng bàn lên, vậy mà ngày hôm sau sao nỡ chìm bàn xuống, dèm phá đi buông chuyện rồi lãng tính sai lệch, nghiệp gây đến cuối đời. Ôi khen chê người lâu đồn, bao chua cay nhận hết về, phần nghèo ta mang thêm nỗi sâu nhục bất tài, thành công ghen ghét nói chỉ là mình gặp may. Người đời thì đâu nuôi ta cỡ sao lại đi đời lời dèm pha gây bao nỗi cay và đắng. Người không cho tôi gì thì không nên gây nghiệp, đừng gieo bao oán thù. Người không cho tôi gì thì không nên gây nghiệp, đừng gieo bao oán thù.